Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Những đổi mới của Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thanh Hóa trong năm 2019. Khởi sắc ngành chăn nuôi Thanh Hóa năm 2018. Các làng nghề truyền thống chuẩn bị cho thị trường Tết. Thưa quý vị và các bạn, tại chỉ thị số 34 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế. Những năm trước, nhu cầu tiền mới mệnh giá nhỏ, đặc biệt là tiền mới nguyên series chưa qua sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán thường tăng cao. Số tiền lẻ này chỉ một phần dùng làm phương tiện thanh toán, phần còn lại được sử dụng vào các hoạt động khác, trong đó có hoạt động lễ hội tín ngưỡng. Chính vì nhu cầu tiền mới mệnh giá nhỏ tăng cao nên đã phát sinh hiện tượng kinh doanh dịch vụ đổi tiền tại các khu vực đền chùa, lễ hội để hưởng chênh lệch. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp quản lý sử dụng tiền mệnh giá nhỏ lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp Tết, bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động mua bán ngoại tệ vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật. Xác định rõ công tác cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh. Năm 2019, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thanh Hóa hiện đang giải quyết 1.493 thủ tục hành chính của 15 sở ban ngành đơn vị. Năm 2018, Trung tâm đã tiếp nhận trên 51.000 hồ sơ của tổ chức cá nhân, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt trên 99%. Để tạo thuận lợi và mang đến sự hài lòng cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, năm 2019, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là nâng cấp mạnh hơn, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp độ cao hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, ra soát kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Trọng tâm là các lĩnh vực liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, xây dựng, góp phần quan trọng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao chỉ số PCI. Trong năm 2019 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào cái việc giải quyết cái thủ tục hành chính trên đưa 10 cái thủ tục hành chính vào cái mức độ 4, thực hiện trả nhận và trả kết quả qua dịch vụ công, tức là trả kết quả đến tận địa chỉ của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính công, tiến tới nhận, thẩm định, xét duyệt, trả hồ sơ toàn bộ trên nền điện tử. Năm 2019, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thanh Hóa sẽ đưa 230 thủ tục áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Coi đây là bước đột phá trong hiện đại hóa hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh liên thông các thủ tục hành chính, công bố kịp thời, công khai đầy đủ thủ tục hành chính, tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp với tinh thần phục vụ thân thiện, chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ ở trung tâm hành chính công làm việc rất là tận tình, chỉ bảo hướng dẫn cho người dân làm các cái thủ tục làm việc rất là tốt. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ là được nghị định 61 là quy định. Cái thứ hai nữa là tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là đưa 100% các thủ tục hành chính của các sở ban ngành vào giải quyết tại trung tâm. Và cái thứ ba là tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất để đưa các ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh vào giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm. Công khai, minh bạch, chính xác, hiệu quả, tiếp tục đổi mới trong hoạt động thực thi công vụ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thanh Hóa kỳ vọng năm 2019 sẽ nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức và công dân, góp phần tạo bước đột phá quan trọng về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 5282 về việc phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tiến độ thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023. Theo đó, tổng số nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ gồm có 66 đoạn sông suối, 48 hồ chứa có dung tích từ 1 triệu mét khối trở lên. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, lập phương án cắm mốc giới và chỉ đạo việc thực hiện cắm mốc giới hành lang bảo vệ đối với nguồn nước sông suối có trong danh mục. Hàng năm, cập nhật bổ sung danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung. Các chủ hồ thủy lợi, thủy điện có trong danh mục phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện nơi có hồ chứa lập phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước không được gây sạt lở bờ sông suối, hồ hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp sự ổn định an toàn của sông suối, hồ chứa. Trên cơ sở công văn của Sở Xây dựng về việc đề nghị ưu tiên sử dụng vật liệu cát, nghiền từ đá để xây dựng công trình thay thế cát tự nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Tuấn thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng về việc khuyến khích sử dụng cát nghiền từ đá của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn, trong đó có sản phẩm của doanh nghiệp đã được công bố hợp quy đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả để làm cấp phối cho bê tông và vữa xây dựng sử dụng cho công trình theo quy định. Giao Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung chỉ đạo nêu trên, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. Năm 2018 vượt qua nhiều khó khăn, ngành chăn nuôi tăng trưởng cao cả về sản lượng và giá trị. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi theo hướng công nghệ cao đã tạo nên những chuyển biến rõ nét cho ngành chăn nuôi trong năm 2018. Nét nổi bật của ngành chăn nuôi trong năm 2018 là hiệu quả triển khai thực hiện các dự án chăn nuôi quy mô lớn. Trong năm, Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk tổ chức khánh thành trang trại số 1 thuộc Tổ hợp Trang trại Bò Sữa Công nghệ cao Vinamilk Thanh Hóa và nhập trên 3.000 con bò sữa, góp phần đưa tổng sản lượng sữa tươi toàn tỉnh đạt 18,9 nghìn tấn, tăng 67% so với cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước tới nay. Cùng với đó, Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia phối hợp với Tập đoàn Master Good Hungary xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi gà công nghệ cao gắn với chế biến xuất khẩu. Hiện trại gà giống Xuân Phú đã nhập 60.000 gà bố mẹ, sản xuất thành công gà con thương phẩm và bắt đầu cung ứng cho các trang trại vệ tinh. Dự kiến năm 2019 sẽ cung cấp gà thương phẩm cho nhà máy chế biến xuất khẩu Việt Avis tại xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, công suất 2.500 đến 4.500 con một giờ. Hiện nay Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia đang thực hiện cái chuỗi đầu tư công nghệ cao 4A chăn nuôi gà liên kết và xuất khẩu. Việc thực hiện cái chuỗi công nghệ cao này nó là bước tới cho người nông dân Việt Nam và cho các hộ chăn nuôi gà truyền thống lâu nay có một cách nhìn nó tiến bộ hơn và cách nhìn những yêu cầu khắt khe trong quá trình chăn nuôi, đặc biệt là cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau một thời gian gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, từ tháng 4 năm 2018, giá thịt lợn hơi tăng trở lại đã tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi có lãi và tái đàn. Với các chính sách tái cơ cấu nông nghiệp, khuyến khích phát triển chăn nuôi bền vững, các địa phương đã chuyển mạnh từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, gia trại, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Qua các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, không phát hiện trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Số hộ chăn nuôi nông hộ giảm gần 20% so với năm trước. Có các giải pháp như sau. Cái thứ nhất là tiếp tục quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung. Cái thứ hai là ban hành các cơ chế chính sách để phát triển ngành chăn nuôi. Và cái thứ ba là kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trang trại lớn. Và cái thứ năm đó là chỉ đạo mỗi địa phương phải hình thành được một trang trại, gia trại chăn nuôi theo hướng quy mô tập trung. Năm 2019, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 238.000 tấn, sản lượng sữa đạt 23.000 tấn và sản lượng trứng đạt 150 triệu quả. Cùng với đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, ngành chăn nuôi đang xây dựng và nhân rộng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như các sở ngành có liên quan luôn tham mưu tích cực cho Ủy ban tỉnh và đồng hành cùng với doanh nghiệp tháo gỡ mọi khó khăn về đất đai, về địa điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, về quy hoạch, về
vấn đề giải phóng mặt bằng cũng như hỗ trợ các cái nội dung có liên quan để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và tổ chức sản xuất thực hiện sớm để các dự án đảm bảo đúng tiến độ và khả thi. Việc tăng cường phát triển chăn nuôi quy mô lớn, liên kết chăn nuôi theo chuỗi, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường nội địa và đủ điều kiện xuất khẩu là những giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Kinh nghiệm kết quả đạt được trong năm qua sẽ là tiền đề quan trọng để ngành chăn nuôi tiếp tục đạt được những thành công trong năm mới 2019. Từ tháng 1 năm 2019, một số chính sách mới sau đây sẽ có hiệu lực thi hành. Theo Nghị định số 157 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 như sau. Vùng 1, 4.180.000 đồng một tháng. Vùng 2, 3.710.000 đồng một tháng. Vùng 3, 3.250.000 đồng một tháng. Vùng 4, 2.920.000 đồng một tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương năm 2018 khoảng từ 160 đến 200.000 đồng một tháng. Nghị định 159 ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2019 quy định rõ. Các dự án nạo vét cơ bản trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa phải được đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đối với các dự án, công trình nạo vét duy tu với khối lượng thực hiện hàng năm có tính quy luật, việc đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện theo thời hạn từng năm hoặc theo chu kỳ đến 5 năm. Theo quyết định 47 ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 10 tháng 1 năm 2019, thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai. Theo thông tư 117/2018/TT-BTC, sửa đổi bổ sung thông tư 279/2016/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2019, giảm một số mức thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó phí thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu khi đánh giá lần đầu, đánh giá mở rộng được giảm từ mức 32 triệu đồng một lần một đơn vị xuống mức 28,5 triệu đồng. Trường hợp đánh giá lại thì phí giảm từ 22,5 triệu đồng xuống còn 20,5 triệu đồng. Năm 2018, huyện Bá Thước thu hút được trên 38.000 lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng 70,1% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế gần 9.800 lượt người. Có được kết quả trên, thời gian qua, huyện Bá Thước đã tập trung đầu tư các công trình hạ tầng du lịch, nâng cấp mở rộng các cơ sở lưu trú, bảo đảm về số lượng và chất lượng dịch vụ. Các chương trình quảng bá thông tin về những giá trị văn hóa tiêu biểu và tiềm năng phát triển du lịch, công bố quy hoạch phân khu khu du lịch Thác Hiêu, xã Cổ Lũng. Thời gian tới, Ủy ban dân huyện Bá Thước tiếp tục trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt quy hoạch khu du lịch Thác Muốn, xã Điển Quang, chỉ đạo bản Kho Mường, xã Thành Sơn, bản Đôn, xã Thành Lâm xây dựng nông thôn mới kết hợp phát triển du lịch cộng đồng. Hiện nay, không khí sản xuất tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Thanh Hóa trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những nghệ nhân thợ thủ công tất bật chạy đua với thời gian để sản xuất được nhiều hàng hóa phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Những ngày này, tại gần 30 cơ sở sản xuất hương ở Quán Giò, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, người dân đang khẩn trương làm hương để kịp đáp ứng lượng hàng tiêu thụ tăng gấp đôi vào dịp Tết. Nhờ bí quyết của làng nghề truyền thống nên thương hiệu hương Quán Giò được nhiều người biết đến và tin dùng. Từ khi được nhà nước quan tâm đến, công nhận là làng nghề hương Quán Giò truyền thống, thì cái nghề hương của chúng tôi cũng được mở rộng đi nhiều nơi. Ví dụ như trước đây là chỉ có trên thị trường của tỉnh, nhưng bây giờ thậm chí vào cả trong miền Nam, ở ngoài Hà Nội, người ta vẫn có nhiều đơn đặt hàng đi các nơi. Làng nghề Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa nổi tiếng với nghề truyền thống làm hoa giấy từ hơn 20 năm nay và hiện đang có hơn 120 hộ làm nghề. Trước đây, làm nghề hoa giấy là nghề phụ, nhưng nay nghề này đã trở thành nghề chính, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Vào dịp này, cơ sở sản xuất hoa giấy Minh Thanh mỗi ngày tiêu thụ từ 400 đến 500 sản phẩm. Năm nay, mẫu mã có nhiều thay đổi đẹp hơn, chất liệu cho mỗi sản phẩm cao cấp hơn. Từ nay vào Tết thì gia đình chúng tôi là chuẩn bị hàng cho bán để phục vụ cho ngày ông Công, ông Táo. Là chủ yếu là như thế.
mà lực lượng công nhân, nhân viên của chúng tôi làm là một ngày từ 12 đến 15 người làm trong ngày. Mà lượng làm của gia đình chúng tôi năm nay là làm trên 2 vạn cái, khoảng 2 vạn 3 đến 2 vạn rưỡi. Năm ngoái đã làm 2 vạn rồi, năm nay gia đình chúng tôi làm tăng lên. Gia đình chúng tôi vẫn đang còn tiếp tục làm từ nay đến ngày 23 với kết thúc. Thành ra là cái sự thiếu hụt như mọi khi là không có, mà lúc nào cũng phải đầy đủ, sẵn sàng. Các tháng 11, 12 âm lịch là vào dịp mùa của cái nghề hoa giấy rất là lớn, và thị trường tiêu thụ của nghề hoa giấy là quanh xung quanh địa bàn của thành phố Thanh Hóa và một số huyện miền núi. Các cái sản phẩm của làng nghề hoa giấy vừa đẹp, giá thành rẻ, đảm bảo cái vệ sinh môi trường, nên là người ta rất thích mua cái sản phẩm của làng nghề hoa giấy ở Hòa Sơn, Phường Đông Vệ. Không chỉ phục vụ nhu cầu tâm linh, thờ tự lễ nghi, những sản phẩm như hương quán giò, hoa giấy mật sơn còn mang nét đẹp văn hóa truyền thống của xứ Thanh. Những sản phẩm truyền thống này không chỉ mang hơi xuân, hương vị Tết đến với mọi nhà, mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương mỗi dịp Tết đến xuân về. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo với nhan đề Nỗi lo nền kinh tế phụ thuộc và doanh nghiệp FDI, tờ Diễn đàn Doanh nghiệp viết. Năm 2018, mặc dù tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp nội đã cao hơn các doanh nghiệp FDI, tuy nhiên nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào các doanh nghiệp FDI. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, khu vực doanh nghiệp FDI chiếm đến gần 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, trong đó xuất khẩu không kể dầu thô đạt 173,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,7% kim ngạch xuất khẩu. Về nhập khẩu, năm 2018, doanh nghiệp FDI đã nhập khẩu 142,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 60,1% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Những con số này nói rằng hoạt động sản xuất chủ yếu được tổ chức và điều phối bởi các công ty đa quốc gia đến từ các nước phát triển, sau đó cũng lại được xuất khẩu phần lớn sang các nước phát triển. Còn các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu tập trung ở khâu gia công và lắp ráp là khâu dễ nhất và nằm ở dưới đáy đường cong nụ cười. Liên quan vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng qua Internet, hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã bị tước quân tịch, khai trừ đảng, phạt tù từ 9 đến 10 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước phần nghị án, các bị cáo nói lời cuối cùng xin lỗi đảng, xin lỗi Bộ Công an và nhân dân, thành tâm hối hận về những hành vi làm ảnh hưởng xấu đến uy tín danh dự của đảng, của ngành, mất niềm tin trong nhân dân. Tờ Nhân dân gọi đây là những lời sám hối muộn màng. Luật pháp Việt Nam quy định cấm hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức. Đây cũng là một trong 19 điều đảng viên không được làm. Mọi công dân vi phạm đều bị xử lý theo quy định. Quy định và hình thức xử lý vi phạm rất rõ ràng và nghiêm khắc. Điều đáng suy ngẫm là vì sao những cán bộ, đảng viên, công chức ấy biết, thậm chí biết rất rõ mà vẫn phạm tội. Làm sao để lòng tham, lối sống buông thả, vô trách nhiệm được ngăn chặn kịp thời trước khi họ trở thành tội phạm? Câu hỏi ấy không thể nằm ngoài sự giáo dục, quản lý, giám sát của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đối với mỗi thành viên trong tổ chức của mình. Những buổi sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan không chỉ là dịp trao đổi rút kinh nghiệm chuyên môn đơn thuần, mà còn giáo dục lòng tự trọng, tự chịu trách nhiệm trước mỗi suy nghĩ và hành vi, để mỗi người không phải nói ra những lời sám hối muộn màng. Từ vụ hung thần xe container ở Long An, tờ Thanh Niên đăng tải chia sẻ của một người nước ngoài sống ở Việt Nam gần 10 năm, anh ta thẳng thốt, thật đau lòng khi số lượng người chết vì tai nạn giao thông ở đây quá cao. Nhân vật này cho biết, có hôm đạp xe gần về tới nhà, trên đường tới đoạn có nhiều đèn giao thông, tôi gặp phải một người đàn ông phóng xe máy thật nhanh qua đường lúc đèn đỏ, xém chút nữa là bị một chiếc ô tô đâm phải. Đánh đổi tính mạng để vượt hơn 4 giây đèn đỏ, rồi lại phải chờ đợi cái đèn đỏ thứ hai phía trước. Chết vì vượt đèn đỏ là cái chết ngớ ngẩn. Tôi nghĩ nó là thói quen của anh ta rồi, không thể kiểm soát được tính kiên nhẫn của bản thân. Có những người bị chết oan vì sự vô ý thức của người khác khi điều khiển phương tiện. Giống như vụ tai nạn ở Bến Lức, Long An mới đây, những người đang đi xe máy đúng luật trên đường, họ dừng đèn đỏ và bị container lao phải và rất nhiều người đã tử vong, bị thương nặng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban An toàn Giao thông tỉnh đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về kết quả sau 1 năm thực hiện quyết định số 4455 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý nhà nước về công tác quản lý lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ. Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân huyện cho biết,
huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc quyết định này. Thế nhưng, trên thực tế hiện nay, các vi phạm trên địa bàn huyện vẫn diễn ra khá nhiều, đặc biệt là trên quốc lộ 47. Đổ cát, đá xây dựng ngay trên cầu. Đặt biển quảng cáo và bày bán hàng hóa trên hành lang đường bộ. Dựng dạp đám cưới, đậu đỗ xe dưới lòng đường. Đây là thực tế đang xảy ra phổ biến trên quốc lộ 47, đoạn qua thị trấn Sao Vàng và xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân. Trên họ ra thì bọn em ở dưới bọn em theo ra. Vào trong nó hơi khuất quá nên bọn em phải cho ra thì bán theo. Thực tế cho thấy các hộ dân chỉ tuân thủ chấp hành các quy định về lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ khi chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng ra quân giải tỏa. Nhưng sau đợt ra quân thì tình trạng vi phạm lại trở lại. Điều này cho thấy Ủy ban dân huyện và chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn vẫn chưa thực sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt mà chỉ nhắc nhở theo kiểu đối phó. Điển hình như dạp đám cưới này được dựng trên quốc lộ 47, đoạn qua thị trấn Sao Vàng, lấn chiếm hết cả một chiều đường bên phải, khiến các phương tiện phải lưu thông sang chiều đường ngược lại. Tuy nhiên, trong biên bản xử lý của Công an thị trấn Sao Vàng lập vào ngày 1 tháng 1, chỉ yêu cầu hộ dân vi phạm tháo dỡ dạp mà không ghi thời gian tháo dỡ, nên đến trưa ngày 2 tháng 1, dạp vẫn hiên ngang nằm trên đường, gây cản trở giao thông. Mặc dù đây là tuyến đường giao thông quan trọng nối các huyện miền núi phía Tây của tỉnh và cảng hàng không Thọ Xuân, dịp cuối năm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông. Công an thị trấn Sao Vàng là đến kiểm tra và yêu cầu anh Thắng là cho ra vào, nhưng mà với cái tình hình là khách đang ăn ở đây là đông, thế nên là anh Thắng có nói là sau đây khoảng 12 giờ là yêu cầu là anh Thắng là cho ra vào. Việc dựng dạm ngay dưới lòng đường ở thị trấn Sao Vàng một lần nữa cho thấy trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương vẫn không quyết liệt vào cuộc trong công tác quản lý lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ. Do vậy, Ủy ban dân huyện Thọ Xuân cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn đối với các xã, thị trấn trên địa bàn và có hình thức xử lý nếu để xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.